Chỉ vừa mới đây thôi, chàng tiền vệ tài hoa của xứ Catalan đã nói lời chia tay câu lạc bộ sau gần 20 năm gắn bó với kỷ nguyên của Tiki Taka. Và đương nhiên với vị trí tiền vệ trụ xuất sắc của thế giới này, Sergio Busquets là cầu thủ không thể không nhắc đến. Ngày hôm nay hãy cùng với Technical Series đào sâu mổ xẻ chi tiết về các kỹ năng này để xem chúng ta học được gì từ Sergio Busquets nhé. Let's go! Huyền thoại bóng đá đã nói đá bóng cực kỳ đơn giản, nhưng để đá đơn giản được thì lại cực kỳ khó. Và Sergio Busquets cũng là một người cực kỳ nổi tiếng trong vị trí CDM, vị trí tiền vệ trụ. Với vị trí này thì mọi người biết được kỹ năng của CDM đó chính là tiền vệ đánh chặn, tiền vệ phòng ngự và đặc biệt là khả năng thu hồi bóng và luân chuyển cũng như phối hợp rất tốt với tiền vệ trung tâm và tiền vệ tấn công. Và trước khi đi vào chi tiết lối đá cũng như phân tích các kỹ năng đào bóng của Sergio Busquets để xem chúng ta học được gì, thì như thường lệ đừng quên bấm chuông thông báo, bấm đăng ký vì đây là những nguồn động lực lớn nhất để mình có thể thực hiện thêm nhiều các video nữa cho tất cả mọi người. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên. Điều đầu tiên chúng ta có thể nhắc đến trong lối đá của Sergio Busquets đó chính là tâm lý thi đấu. Khả năng điềm tĩnh trước khi nhận bóng là khả năng mà Sergio Busquets sử dụng rất nhiều để có thể scan được các khoảng trống cũng như đọc được cái tình huống khi mà anh ta có bóng và ngay sau đó sử dụng các kỹ năng qua người đơn giản của mình để tạo bất ngờ cũng như là tạo cơ hội cho đồng đội của mình. Nhưng mà các bạn có thể thấy Sergio Busquets đối diện với 3 đến 4 cầu thủ nhưng mà khả năng đọc tình huống của Sergio Busquets rất tốt. Chính vì thế anh ta có những kỹ năng che người và thoát pressing có thể nói là thượng thừa. Hãy để ý đến cách mà Busquets đá bóng. Mỗi hướng di chuyển của đối phương khi mà tấn công vào Busquets để lấy bóng thì anh luôn luôn để ý rất kỹ. Và ngay sau đó là cái cách mà Busquets đưa ra quyết định để sử dụng kỹ thuật nào để kiểm soát bóng và cũng như để thoát pressing hay là qua người. Nói về các pha qua người của Busquets, anh luôn luôn sử dụng các kỹ năng qua người cực kỳ đơn giản và luôn luôn hướng trái bóng đến khoảng trống để ngay sau đó khi vượt qua đối phương thì anh hoàn toàn kiểm soát bóng. Để đi kỹ hơn, sâu hơn về các skill này thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo mổ xẻ cũng như hướng dẫn tất cả mọi người những skill có thể nói là signature và hay nhất của Sergio Busquets. Động tác đầu tiên của Sergio Busquets là một động tác mà Sergio Busquets sử dụng rất là nhiều. Trong tiếng Anh nó có tên là roll back and forward và trong tiếng Việt mình tạm gọi rất đơn giản nó là giật bóng. Chúng ta có hai điểm chạm. Cái tư thế để giật bóng, chúng ta đứng chạm vào mũi giày, gầm giày, giật bóng về phía sau. Và ngay sau đó là động tác giật ngay về tiến về phía trước. Tiến về phía trước thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng gầm giày hoặc có thể dùng lòng trong để kéo lên rất là nhanh. Cái động tác này thực hiện rất là hiệu quả khi mà chúng ta đang có đối phương áp sát ở bên phía hông. Các động tác tiếp theo mà Sergio Busquets thường sử dụng để vượt qua đối phương đó chính là các động tác giả để anh thực hiện first touch, bước chạm đầu tiên và qua người. Với các động tác này thì điều quan trọng nhất các bạn cần phải để ý đó chính là đọc được cái hướng di chuyển của đối phương, cái hướng mà đối phương tấn công đến và cái hướng chúng ta nhận bóng. Ví dụ như chúng ta có một đối phương tấn công ở phía sau, chúng ta đang nhận bóng thì hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng một động tác giả nhẹ, đổi trụ ở phía trước để cho đối phương phán đoán là chúng ta sẽ dắt bóng sang bên cạnh và ngay sau đó chúng ta sẽ chạm bóng và chuyển sang hướng còn lại. Những động tác này mình đã hướng dẫn tất cả mọi người ở trong các kỹ thuật qua người bằng điểm chạm đầu tiên first touch. Các bạn có thể check video cũ ở ngay đây. Các động tác giật gót của Sergio Busquets đều là những động tác rất nhanh và rất đơn giản. Tất cả những gì chúng ta cần làm, chúng ta chỉ có một điểm chạm duy nhất đó chính là trên gầm giày của chân. Khi mà chúng ta xoay trụ và chuyển hướng đột ngột, khi mà chúng ta đang đứng đối diện, chúng ta chỉ cần giật nhẹ và xoay. Lại thêm một lần nữa, trong tất cả các động tác của Sergio Busquets, anh đều đọc hướng tình huống cũng như là đọc khoảng trống rất tốt. Chính vì vậy, các cái kỹ thuật giật bóng trong clip mà các bạn thấy Sergio Busquets thực hiện rất nhuần nhuyễn và hiệu quả. Thậm chí là những cái động tác anh vừa nhận bóng khi mà có đường truyền của đồng đội và thoát pressing đến tận 3-4 cầu thủ. Các động tác tiếp theo mà Busquets thường sử dụng đó là những động tác mà anh ta thường gạt bóng bằng lòng trong. Nhưng mà đây là một động tác có thể nói là mình đã hướng dẫn mọi người rất nhiều lần, nó mang tên là quick turn. Với động tác này thì khi mà chúng ta có đọc được hướng đối phương di chuyển cũng như sử dụng tay và cơ thể để che
đối phương, thì ngay sau đó chúng ta gạt bóng theo hướng còn lại. Như các bạn thấy trên màn hình là những động tác cực kỳ đơn giản và hiệu quả. Đây là động tác mà mình hướng dẫn mọi người rất nhiều lần rồi. Hai điểm chạm ở trên gầm giày và lòng trong của hai chân là hai phần để chúng ta có thể đổi hướng và xoay rất đơn giản. Với Busquets thì anh thường sử dụng động tác này với bóng tĩnh nhiều hơn, là khi mà anh ta cài người và đọc được hướng di chuyển của đối phương và ngay sau đó sử dụng lòng trong của chân trụ gạt sang hướng còn lại và sử dụng phần gầm giày để xoay người. Tất cả những cái skill của Busquets đều là những động tác rất đơn giản, nhưng điều quan trọng nhất đó là mang tính chất thời điểm khi mà anh ta đọc được hướng đối phương. Và để học được thì các bạn nhớ điều này, các bạn cố gắng đọc được cái hướng di chuyển của đối phương và khi nào chúng ta nên sử dụng kỹ thuật và skill nào để qua người. Và hy vọng với việc tìm hiểu sâu vào lối đá của Busquets thì các bạn đã có một cái góc nhìn chung tốt hơn và nhìn được là mình có thể học được gì từ các skill này. Và mình đã kết thúc video lần này với chủ đề tiền vệ trụ Sergio Busquets, những điều đặc biệt nhất và xuất sắc nhất. Hy vọng với video lần này thì các bạn đã học được nhiều hơn các skill cũng như các kỹ năng của Sergio Busquets. Như thường lệ thì đừng quên quay lại các video tập luyện của mọi người, gửi lại cho mình qua địa chỉ email tungkesvista@gmail.com để xuất hiện trên chính channel này. Đừng quên comment những gì các bạn mong muốn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.